thưa chư ni trong con đường tu thì nó cũng không có phân biệt là nam hay nữ và cũng không có phân biệt là già hay trẻ bốn vị sa di mà mới có bảy tám tuổi hồi thời phật các ngài cũng chứng đắc a la hán và vào thời hiện tại có những vị ni nữ thánh cũng chứng A La Hán ở bên Miến, bên Thái Lan. Chứng vào dòng thánh có nghĩa là sao? Có nghĩa là không còn quay trở lại bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sẽ không còn đầu thai làm súc sanh nữa. Cho nên thế giới rất là quan trọng. Giới giúp cho chúng ta chuyển hóa trong đời sống hằng ngày. Và thưa chư vị. Hằng ngày chúng ta. Tu như thế nào. Tu đây không phải là tụng kinh. Không phải là ngồi thiền. Mà quan sát. 24 trên 24. Trong các hành động của chúng ta. Chúng ta có biết chúng ta đang làm cái gì không. Đi tôi biết tôi đi. Ở trong bài kinh đại bát niết bàn đại bát tứ niệm xứ, đại tứ niệm xứ, đức Phật dạy, đi ta biết ta đi, đứng ta biết ta đứng, nhìn ta biết ta nhìn, đi tới tôi biết, đi lui tôi biết, tức là chúng ta sử dụng cái thân của chúng ta có đúng giới không? thí dụ như đi từ ở trong cái cù cái cốc mà chúng ta đang ngủ đi ra chánh điện nó có một khoảng ngắn thôi. Nhưng nếu chúng ta chăm chú nhìn vào bước chân, chăm chú nhìn vào hơi thở, quan sát thấy mình đang thở ra, thở vào, chân bước tới, chân bước lui. Và chúng ta điều động cái thân đi cho đúng, chậm rãi, có chánh niệm. Thì đó là như lý tác ý là chúng ta đang có chánh niệm tỉnh giác. Muốn như vậy phải có giới. Tại vì từ ở trong đó đi ra có chừng 15 mét thôi, 20 mét à. Nhưng mà mắt chúng ta có thể nhìn cái bông cái hoa là chúng ta thất niệm. Tai chúng ta có thể nghe tiếng chim hót hay tiếng ca hát ở bên hàng xóm. Đó là chúng ta thất niệm. Và chúng ta mất giới á. À. Ngay cái giờ phút đó chúng ta mất giới à. Tại vì giới nó mắt, nó tai, nó mũi, nó lưỡi, nó thân nơi ý không để cho ý nó sai bước từ ở trong đi ra có hai chục thước hai chục thước mà chúng ta không giữ được chánh niệm thì đường đi về niết bàn xa lắm chết nó cứ đi lang thang ngoài à tại vì sống nó lang thang thì chết nó sẽ đi lang thang chúng ta làm việc gì biết việc đó thì gọi là chánh niệm nấu cơm chỉ nhìn vào cơm thôi nhìn vào cái nồi cơm thôi không có nhìn lung tung không có vừa nấu cơm rồi vừa nghe nhạc rồi vừa nghe coi hàng xóm người ta nói cái gì hay là suy nghĩ là chút xíu nữa rồi, rồi là làm sao làm sao tất cả những cái vọng tưởng ấy là do chúng ta không có giới giới tức là nghiêm trì các hành động thu thúc sáu canh. đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải quan sát kỹ nhận xét biết rất rõ biết rất rõ tôi đang đi cẩn thận thở vào chân bước lên thở ra chân đạp xuống và dùng cái ý của mình á quan sát cái chân quan sát cái thân tôi đi đã đúng chưa nếu chưa đúng tôi sửa lại thì đó là tu đó là huân tu đó tập cho mình một cái tánh tốt lúc nào cũng giữ chánh niệm muốn quẹo trái quẹo phải đều phải tác ý nó tới ngã ba quẹo trái quẹo trái quẹo trái rồi mới quẹo còn nếu không có chúng ta sẽ sống tạo nên nghiệp và cái nghiệp đó là nghiệp bất thiện tại vì nó chạy theo cảm xúc thấy con bò nó đi ở ngoài cái chúng ta dơ mắt chúng ta nhìn nhìn cái khởi cái tâm con mắt luôn luôn nó có cái tâm là thích hoặc ghét con bò ốm chúng ta không thích con bò mập chúng ta thích con bò màu đẹp chúng ta thích con bò màu đen chúng ta không thích tức là cái thích ghép luôn luôn nó xanh vì chúng ta không có giữ giới cho nên giới rất là quan trọng giới nó mắt nó tai nó mũi lưỡi thân ý chúng ta chỉ có một đời này thôi để làm người và chết không biết lúc nào chết không biết lúc nào có thể tối nay chết cho nên cố gắng thâu thúc sáu căn đi đứng nằm ngồi quản lý cái thân khi nghe người bạn mình nói câu gì lập tức trong tâm nó sinh ra liền đồng ý không đồng ý ghét thích và những cái đó mình phải bỏ đi tại vì đó là phản ứng theo cảm xúc dục lạc dẫn tới khổ đau trong sanh tử luân hồi cho nên giới rất là quan trọng thưa chư vị nếu chư ni muốn bắt chước gương của các người đi trước kể cả những vị mới đây nè hai vị thánh nữ ở bên miến với bên thái lan các ngài cũng chứng thánh các ngày làm được quý vị cũng làm được thôi mà quý vị đang có những điều kiện thuận lợi tức là ở một khu vắng vẻ ở một chỗ đầy đủ phương tiện có thể mình tu tập đừng sợ thiếu thốn vì những thiếu thốn ấy nó sẽ thử thách cái tâm của mình như thế nào là thiếu như thế nào là đủ tự mình biết đủ thì nó đủ mà nếu mình thấy lúc nào cũng thấy thiếu là nó thiếu thôi ở trong cái cốc một ngày không ăn thì vẫn thấy đủ mà ở bên ngoài ngày ăn hai bữa vẫn thấy thiếu lý do tại sao vậy tự mình hỏi và trong các pháp tu đức phật dạy có một cái pháp quán rất là quan trọng để chúng ta có thể thành tựu đó là quán chết 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 đến nơi rồi mà khi quán như vậy thì ta sẽ không còn tha thiết tranh hơn tranh thua không còn muốn nhiều. Thấy bao nhiêu cũng đủ. À, không có cũng đủ nữa. Cũng an vui trong cái không có. À, thiếu thốn cũng vẫn an vui trong cái thiếu thốn. Mưa nắng vẫn an vui trong cái mưa nắng. Bị mắng chửi cũng vẫn an vui trong cái mắng chửi. Và ngay chỗ đó chúng ta giải thoát. Tức là ra khỏi những cảm xúc dục lạc. Yeah, ở nơi thân, nơi tâm. Cho nên giới là giới cái thân, cái tâm. Um, cố gắng người ta đi trước ta làm được quý vị cũng làm được à, các vị thánh nữ cũng đã làm được và làm tốt thì quý vị ở đây ấy, cũng có thể làm được à, tệ lắm thì cũng phải làm sao ấy. vào tu đầu hoàn tức là còn bảy lần sanh nữa thôi à, sanh ra mà làm chó làm mèo khổ lắm cố gắng tinh tấn để kiếp sau mình còn sanh ra mình được làm người làm thân nữ nó cũng khổ rồi đủ mọi thứ khổ mà thân nam nó cũng không có sung sướng gì đâu quý vị nhưng mà ít nhất làm người để nó còn có cơ hội để tu không còn làm người nữa thì khó tu lắm cũng tu được rồng rồi á, quỷ dạ xoa nó vẫn tu được nhưng mà nó gặp phật cơ gặp phật phật dạy cho nó nó mới tu được còn bây giờ kiếm phật không ra cho nên tốt hơn là làm người đi để mình có thể mình tu tập mà giữ giới thì chắc chắn là một người bậc sanh thiên đức phật dạy như vậy là tin sâu tam bảo giữ giới ghê sợ tội lỗi biết xấu hổ khi mình đã phạm lỗi và khi phạm lỗi lên lập tức tìm một vị uh, chư ni khác hoặc là trước hội chúng uh, chúng ta báo cáo bạch chư đại đức ni ngày hôm nay con có phạm lỗi con nhìn cái bông hoa con thích quá con biết như vậy là con sai con sẽ bị đọa uh, con nản thần tâm xin sám hối uh, mình cứ thẳng thắn mình sám hối vậy để rửa sạch cái tâm và nhắc nhở cho cái tâm của mình lúc nào nó cũng được uh, tinh tấn uh, không giải đãi thấy rõ cái sự khổ của thế gian nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật